Nissan Navara bản R qua đăng phượng auto lên cam 360 2D tích hợp vào màn hình DVD zin của xe. Đây là cam sau. Cam lề. Đây là cam trước, bắt rất chi gọn các bạn. Tích hợp vào màn hình DVD zin của xe. Đây màn hình zin của xe nhé. Chất lượng 2D rất chi là nét.